hiện thì cho em gửi lời kính chào tất cả các anh các chị ngày hôm nay, và cho em được gửi lời cảm ơn đến anh Trung và chị Lan, là hai người anh người chị rất là thân thương của chúng em, là người mà luôn luôn dành những điều tốt đẹp nhất cho bạn bè, cho anh em. Và em mong rằng sau đêm nay anh các chị sẽ có một kỷ niệm tuyệt vời với đêm màu hồng và cùng với Phạm Qua huyền thoại Khánh Hà. Và phòng trà đêm màu hồng là một trong những phòng trà đẹp nhất và nổi tiếng nhất của vùng Đông Nam. Em hy vọng anh các chị sẽ có kỷ niệm vô cùng đẹp. Và em xin gửi đến anh chị đặc phẩm như là sẽ đổi quê lãng của nhạc sĩ Trường Sa. Mùa xuân này đâu trời xanh có biếc, tình có là nắng hôn tóc em mềm, bàn tay nhung em còn níu tình tôi, hoa bên yêu đương mây của bên người. Mùa xuân này đâu người ơi tìm mãi màu hoa nào thắm trên tóc em cài, dù hôn tôi say trong giấc hồn nhiên, theo bước trên em cuối trời lãng quên. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đời lặng.